Tập truyện vừa Tội ác của Sylvain Bonnard, tác giả Anatole France, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Dường như đối với tôi, ông không phải là người sống, hay ít ra ông không sống theo cùng một kiểu như những người khác. Tôi đã thấy ở nhà ông Denon, nơi cha tôi thường dẫn tôi đến, một cái xác ướp mang về từ Ai Cập, và tôi hình dung trong đức tin rằng cái xác ướp của ông Denon thức dậy khi nó chỉ ở một mình, ra khỏi cái quan tài mạ vàng, mặc trang phục màu xám hung, đội bộ tóc giả rắc phấn, và lúc đó thành ra ông Lesse. Và ngay cả khi hôm nay, phu nhân thân mến, dù xua đuổi ý nghĩ đó, vì thiếu cơ sở, tôi phải thú nhận rằng ông Lesse rất giống cái xác ướp của ông Denon. Chuyện đó đủ để giải thích nhân vật này, gợi ra cho tôi một nỗi khiếp sợ kỳ quái. Thật ra ông Lesse là một quý ông nhỏ nhắn và là một triết gia vĩ đại, là môn đồ của Malpli và Rousseau. Ông tự hào rằng mình không có thành kiến, và ngay chính tính tự phụ đó đã là thành kiến to tát rồi. Ông ghét sự cuồng tín như ông cuồng tín sự khoan dung. Tôi nói với bà thưa phu nhân về một người đương thời với mình nay đã biến mất. Tôi sợ rằng bà không thể hiểu tôi, và tôi chắc rằng không thể làm cho bà quan tâm. Điều đó quá xa vời với chúng ta. Nhưng tôi tóm tắt thật gọn như có thể làm được. Giả lại, tôi không hứa với bà rằng có gì đó lý thú, và bà không thể chờ nghe những cuộc phiêu lưu to tát trong cuộc đời của Sylvain Bonnard. Phu nhân Gabri khuyến khích tôi nói tiếp, và tôi tiếp tục bằng những từ ngữ sau. Ông Lesse thô lỗ với đàn ông và khách sáo với các quý bà. Ông hôn tay mẹ tôi dù phong tục của thời Cộng hòa và đế chế không còn quen với kiểu cách lịch thiệp ấy nữa. Qua ông, tôi tiếp xúc với thời đại Louis XVI. Ông Lesse là nhà địa dư học, và theo tôi nghĩ, không ai tỏ ra tự hào như ông khi bận việc về hình địa cầu. Trong chế độ cũ, ông làm về nông nghiệp theo kiểu triết gia và khiến cho những cánh đồng của ông kiệt quệ đến mẫu đất cuối cùng. Không còn một rễu đất nào, ông xâm chiếm cả địa cầu và dựng lên một số lượng bản đồ khác thường nhờ quan hệ với các du khách, nhưng được nuôi dưỡng bằng từ điển bách khoa toàn thư. Thuần túy, ông không giới hạn mình ở việc nhốt nhân loại ở mức độ là bao nhiêu phút, bao nhiêu giây vĩ tuyến hay kinh tuyến. Ông chăm lo đến hạnh phúc của họ. Thang ôi, cần lưu ý rằng thưa phu nhân, những người đàn ông lo cho hạnh phúc của các dân tộc lại khiến cho người thân của mình bất hạnh. Ông Lesse là nhà toán học về hình học, hơn cả D'Alembert, còn triết lý hơn cả Jean-Jacques, cũng bảo hoàng hơn cả Louis XVIII. Nhưng tình yêu ông dành cho vua không sao so sánh với nỗi căm thù dành cho hoàng đế. Ông gia nhập vào băng mưu phản của Giọt chống lại ngài đệ nhất tổng tài. Nhưng chỉ thị đã không biết hoặc khinh bỉ ông, nên ông không có mặt trong những người bị kết tội. Ông không bao giờ tha thứ về sự thoa mạ này cho Bonaparte, mà ông gọi là yêu tinh sứt cọt. Và ông cho là mình không bao giờ giao phó một trung đoàn cho ngài khi ông thấy ngài là một quân nhân đang thương hại. Năm 1820, ông Lesse quá vợ đã nhiều năm. Năm 60 tuổi, cưới một phụ nữ còn rất trẻ mà ông sử dụng không thương xót vào việc chế tạo bản đồ. Và bà này sau khi kết hôn vài năm đã cho ông một đứa con gái và chết khi sinh nở. Mẹ tôi đã chăm sóc cô bé trong thời gian ngắn bé bị bệnh và lo cho đứa bé không thiếu thốn gì. Cô bé ấy tên là Clementine. Từ lúc có hiện tượng sinh tử đó mà gia đình tôi có mối quan hệ với ông Lesse. Khi tôi ra khỏi tuổi nhi đồng, tôi đen đúa và béo lên. Tôi mất đi năng khiếu đáng yêu là đã biết nhìn thấy và cảm nhận. Và mọi vật không còn tạo cho tôi nỗi ngạc nhiên tuyệt vời giống là phép lạ của tuổi ngây thơ. Cho nên tôi không còn kỷ niệm nào của giai đoạn tiếp theo sau khi Clementine sinh ra. Tôi chỉ biết giai đoạn vài tháng trời khi mình cảm thấy một niềm đau xe thắt con tim. Tôi mất mẹ, một khoảng lặng lớn lao, một khoảng lạnh giá vô biên và một bóng tối đột ngột bao trùm lên nhà tôi. Tôi rơi vào trạng thái đờ đẫn. Cha tôi gửi tôi vào trường trung học, nhưng tôi khó mà thoát ra khỏi sự đờ đẫn của mình. Tôi không phải hoàn toàn là một đứa ngốc nghếch, và các thầy giáo đã dạy cho tôi hầu như tất cả những gì họ muốn, nghĩa là một chút tiếng Hy Lạp và rất nhiều tiếng Latin. Tôi chỉ bán buôn với người cổ đại. Tôi học cách đánh giá Minchias và ngưỡng mộ Themistocles. Cantus Fabius trở nên thân thuộc với tôi, ít ra cũng như tôi quen thuộc với một tổng tài vĩ đại.
Tự hào vì những mối quan hệ lớn lao này, tôi không còn hạ cố nhìn đến bé Clementine và người cha già nuôi của bé. Mặt khác, một ngày kia họ đã đi Normandy mà tôi chẳng hề băn khoăn xem chừng nào họ về. Tuy nhiên, họ đã trở lại, thưa phu nhân, họ đã trở lại, bao ảnh hưởng của bầu trời, năng lượng thiên nhiên, những nguồn lực bí ẩn đã lan tỏa cho con người khả năng yêu thương. Bà xem thử tôi đã gặp lại Clementine ra sao? Họ vào nơi ở buồn thảm của chúng tôi, ông Lecce thì không đổi tóc giả nữa, hói đầu với những món tóc xám trên thái dương đỏ ửng. Ông báo hiệu một tuổi già vững chãi, nhưng tạo vật thần thánh mà tôi thấy ngời ngời đang khoác tay ông và sự hiện diện của nàng thắp sáng bừng cái phòng khách cũ kỹ tàn phai, không phải là thần tiên hiện hình, đó là Clementine. Tôi nói thật về điều đó, đôi mắt nàng màu xanh lam, đôi mắt xanh phớt hồng, đối với tôi như một điều siêu nhiên, và cho đến hôm nay tôi không thể tưởng tượng rằng hai hạt châu sinh động ấy phải chịu đựng nỗi mệt mỏi trong đời và sự tàn phá của cái chết. Nàng hơi bối rối khi chào cha tôi mà nàng không quen biết, làn da nàng hơi ửng hồng nhẹ và miệng nàng hơi hé mở. Tôi cười với nụ cười khiến ta nghĩ đến cõi vô hạn, chắc gì nó không để lộ một ý nghĩa nào cụ thể, và nó mô tả cho tôi niềm vui sống và niềm hạnh phúc khi biết mình đẹp. Gương mặt nàng rạng ngời với chiếc nón capot màu hồng như một món trang sức nằm trong chiếc hộp để mở. Nàng quàng một chiếc khăn cashmere trên một chiếc áo dài muslin trắng gấp nếp theo dốc dáng của mình và để lộ mũi ủng ngắn màu vàng nâu. Bà đừng chế nhạo, phu nhân thân mến, đó là thời trang lúc ấy, và tôi không biết thời trang mới có giản dị, tươi mát và duyên dáng ý nhị như thế không. Ông Lecce nói với chúng tôi rằng vì lo xuất bản một tập bản đồ lịch sử, ông trở về Paris và có thể thu xếp theo ý thích căn hộ cũ nếu nó còn trống. Cha tôi hỏi cô Lecce liệu có vui khi về ở lại thủ đô không. Nàng rất vui vì nụ cười của nàng rạng ngời. Nàng mỉm cười với những chiếc cửa sổ mở ra giường xanh ngát và sáng rạng. Nàng mỉm cười với tượng Marius bằng đồng thau ngồi trong những phế tích Carthage trên mặt đồng hồ treo tường. Nàng mỉm cười với những chiếc váy bành cũ bằng nhung vàng và cười với cậu sinh viên đáng thương không dám ngước mắt lên nhìn nàng. Từ ngày hôm ấy tôi yêu nàng biết bao, nhưng bây giờ chúng ta đến đường Sèvres và chẳng bao lâu sẽ thấy những chiếc cửa sổ của bà. Tôi là một người kể chuyện rất tệ, và nếu tôi thấy mình có thể viết một quyển tiểu thuyết thì tôi cũng chẳng thể thành công. Tôi đã chuẩn bị rất lâu một câu chuyện mà tôi chỉ kể cho bà nghe qua vài câu, vì đôi chuyện tế nhị, một chút ân phúc trong tâm hồn mà một lão già có thể gây tổn thương nếu thoải mái bày tỏ những tình cảm yêu đương dù là thuần khiết. Chúng ta hãy đi vài bước trên đại lộ hai bên đầy tu viện, và câu chuyện của tôi đứng vững dễ dàng trong không gian đã chia cách chúng tôi khỏi tháp chuông mà bà đã thấy đằng kia. Ông Lecce biết tôi vừa tốt nghiệp trường pháp ước, nhận xét rằng tôi xứng đáng hợp tác với ông để soạn sắp bản đồ lịch sử. Cần xác định một loạt bản đồ mà ông già triết gia gọi là những cuộc thịnh suy của các đế chế từ thời Noe cho đến Charlemagne. Ông Lecce đã tích giữ trong đầu mình mọi sai lầm của thế kỷ 18 về phương diện nghiên cứu các thời kỳ cổ đại. Tôi học lịch sử trong trường cải cách và đang trong độ tuổi mà người ta không biết giả giờ. Cách mà ông lão hiểu, hay đúng hơn là không hiểu về những thời man rợ. Sự ngoan cố muốn thấy thời cổ đại xa xưa của các ông hoàng đầy tham vọng, các giáo sĩ cao cấp đạo đức giả và tham tiền hám của, những công dân đức hạnh, các thi sĩ triết lý và những nhân vật khác chỉ tồn tại trong tiểu thuyết của Mark Morten, khiến tôi khổ sở khiếp đảm, và thoạt tiên gợi ra cho tôi đủ loại phản kháng rất hợp lý nhưng hoàn toàn vô ích và đôi khi còn nguy hiểm nữa. Ông Lecce hay cáo gắt và Clementine thì quá đẹp. Giữa nàng và ông tôi trải qua hàng giờ bị tra tấn và hưởng khoái lạc. Tôi đang yêu và tôi hèn nhát, và chẳng bao lâu tôi chấp thuận tất cả những gì ông đòi hỏi. Những hình ảnh lịch sử của mảnh đất này sau này đã ôm ấp Clementine, tác động đến Abraham, Menes và Deucalion. Khi chúng tôi phát thảo các bản đồ xong, tiểu thư Lecce quét màu nước lên đó, cúi người trên bàn, nàng cầm cọ bằng hai ngón tay. Bóng tối từ mí mắt nàng phủ xuống đôi má, và tấm cặp mắt khép hờ của nàng trong một bóng tối đáng yêu. Đôi khi nàng ngẩng đầu lên và tôi thấy miệng nàng hé mở.
Có rất nhiều biểu hiện trong nhan sắc của nàng khiến nàng không thể hít thở mà không ra vẻ như thở dài. Và những thái độ bình thường nhất của nàng cũng khiến tôi đắm chìm vào mơ mộng sâu xa. Khi ngắm nàng, tôi đồng ý với ông Lecce rằng thần Subeta đã cai trị chuyên chế trên các vùng núi đồi nhấp nho Thessaly, và rằng Orphe quá bất cẩn khi giao cho giới tăng lữ dạy triết học. Ngày nay tôi cũng chưa biết thở ấy tôi hèn nhát hoặc anh hùng khi tôi đồng ý với chuyện đó với ông già cứng đầu. Tiểu thư Lecce, tôi phải nói nàng không chú ý tới tôi lắm, nhưng sự hững hờ này đối với tôi dường như rất đúng và rất tự nhiên, nên tôi không nghĩ đến việc phiền trách nàng. Tôi đau khổ nhưng lại không hay biết. Tôi hy vọng chúng tôi vẫn còn hy vọng cho đến đế chế thứ nhất Assyria. Mỗi tối ông Lecce đến dùng cà phê với cha tôi. Tôi không biết họ gắn bó với nhau như thế nào, vì hiếm khi có hai bản chất hoàn toàn khác biệt nhau đến thế. Cha tôi ít ngưỡng mộ ai và hãy tha thứ. Cùng với tuổi tác, cha căm ghét những lời lẽ kiểu cách phóng đại. Cha có những ý tưởng khác biệt nhau một cách tinh tế và chỉ tán đồng một dư luận nào đó một cách rất dè dặt. Những thói quen của một đầu óc tế nhị này khiến cho nhà quy tộc già khô khan và đanh thép kia vốn không bao giờ để cho tánh hòa nhã của đối thủ tước vũ khí, mà trái lại phải nhảy dựng lên. Tôi đánh hơi được một mối nguy hiểm. Mối nguy hiểm này là Bonaparte. Cha tôi không giữ một kỷ niệm êm ái nào về ngài, nhưng đã làm việc với quyền ngài nên ông không thích nghe ai thóa mạ ngài, nhất là vì binh vực dòng buộc bông mà ông nguyền rủa một cách đẫm máu. Ông Lecce có tính cách giống Voltaire hơn và báo hoàng hơn bao giờ hết, đổ cho Bonaparte mọi điều xấu xa về chính trị, xã hội và tôn giáo. Trong tình trạng này, đại quý Victor khiến tôi lo ngại hơn hết. Ông cậu khủng khiếp này trở nên không chịu nổi khi em gái ông không còn ở đó để xoa dịu ông. Cây hạt cầm của David đã vỡ và Saul lao vào những cơn điên giận. Sạc là 10 sụp đổ càng làm tăng thêm tính táo bạo của người theo phái Napoleon già nua đó, và ông hình dung ra một trò thách thức. Cậu không lui tới nhà chúng tôi nữa, nay đã quá im lặng đối với cậu. Nhưng đôi khi vào giờ ăn tối, chúng tôi thấy cậu xuất hiện, phủ qua khắp người như một lăn tẩm. Thông thường, cậu ngồi vào bàn và lầm bầm chửi thề trong cổ họng, khoe khoang giữa lúc nuốt thức ăn những cơ may ở tuổi già can đảm của mình. Rồi bữa ăn tối chấm dứt, cậu xếp chiếc khăn ăn thành mũ tổng giám mục, nuốt ực nửa lọ rượu mạnh và bỏ đi hối hả như một người hoảng sợ vì phải sống một khoảng thời gian mà không uống rượu với triết gia già và một nhà bác học trẻ. Tôi cảm nhận rõ nếu ngày nào đó cậu gặp ông Lecce thì mọi chuyện sẽ tiêu tùng hết. Ngày đó đã đến, thưa phu nhân. Lần này đại quý biến mất dưới những bông hoa và rất giống một công trình tưởng niệm vinh quang của đế chế, khiến ta muôn khoác cho cậu một vòng hoa bất tử ở mỗi cánh tay. Cậu cực kỳ hài lòng, và người đầu tiên hưởng lợi từ sự xếp đặt may mắn này là bà bếp mà cậu ôm eo lúc bà đặt món thịt quay lên bàn. Sau bữa ăn tối, cậu đẩy cái lọ nhỏ mà người ta đặt trước mặt mình, nói rằng lát nữa cậu sẽ đốt cháy số rượu đó trong món cà phê. Tôi run run hỏi cậu liệu cậu có thích được dọn cà phê ngay lập tức không. Cậu rất dè dặt và không hề ngốc. Cậu Victor của tôi, sự hấp tấp của tôi có vẻ hàm chứa điều gì đó xấu xa, và cậu nhìn tôi sao sao ấy và nói với tôi: kiên nhẫn nào cháu à, con nhà lính không được rút lui, quỷ tha mà bắt. Chào cậu vẻ hôi hả quá, anh chàng thông thái rỡ mà, xem ta có đinh thúc ngựa ở ổng không. Rõ ràng cậu đại quý đã đoán được rằng tôi mong cậu đi khỏi nhà. Biết rõ cậu, tôi chắc chắn rằng cậu sẽ ở lại. Cậu ở lại, mỗi tình huống cỏn con trong buổi tối hôm đó còn in hằn trong ký ức tôi. Cậu tôi rất hớn hở, chỉ cần nghĩ cậu sẽ là kẻ phá đám cũng đủ khiến tâm tình của cậu vui vẻ rồi. Cậu cho chúng tôi nghe theo phong cách đặc sệt trại lính. Trời ơi, chuyện gì đó về một nữ tu, một cây kèn và 5 chai rượu sâm bạc ta, chắc là được lính đồn trú thưởng thức nhiều. Và tôi không cần kể lại cho bà nghe, thưa phu nhân, ngay cả nếu tôi còn nhớ. Khi chúng tôi qua phòng khách, cậu đại quý lưu ý chúng tôi về tình trạng tệ hại của những thanh gác lò sưởi, và cậu giảng rất bài bản cho chúng tôi về cách sử dụng đá nhám để đánh bóng các vật dụng bằng đồng. Từ đề tài chính trị, không một lời nào, cậu xử sự rất khéo léo. Đồng hồ gõ chuông 8 giờ trên những phê tích Carthage. Đó là giờ đến của ông Lecce. Vài phút sau, ông vào phòng khách với con gái.
Dòng chảy bình thường của các buổi tối bắt đầu. Clementine bắt đầu thêu cạnh chiếc đèn có chuột khi mái đầu xinh đẹp của nàng chìm vào bóng tối nhẹ và đưa những tia sáng rọi lên các ngón tay nàng gần như lấp lánh. Ông Lacey nói về một ngôi sao chổi được các nhà thiên văn thông báo và nhân dịp này phát triển nhiều lý thuyết, dù khá bấp bênh, cũng chứng tỏ ông có văn hóa và trí tuệ. Cha tôi có nhiều kiến thức về thiên văn học, diễn tả những ý kiến lành mạnh và kết thúc bằng một câu muôn thuở: rốt cuộc tôi biết gì đây? Đến cược tôi đưa ra ý kiến của một người láng giềng làm ở đài thiên văn, ông Arago vĩ đại. Cậu Victor khẳng định rằng các ngôi sao chổi có ảnh hưởng lên chất lượng rượu vang và kể cụ thể dựa theo một câu chuyện vui ở quán rượu. Tôi rất hài lòng về cuộc nói chuyện này mà tôi cố sức duy trì nhờ sách vở mà tôi mới đọc bằng một bài thuyết trình về cấu tạo hóa học của những ngôi sao nhẹ rải rác trên trời hàng tỷ dặm như ở trong một cái chai. Cha tôi hơi ngạc nhiên về sự hùng biện của tôi, nhìn tôi với vẻ nhạo báng bình thản của mình. Nhưng người ta không thể mãi trên trời, tôi nói và nhìn Clementine, về tuổi chùm sao chổi bằng kim cương mà hôm trước tôi rất ngưỡng mộ khi nhìn thấy trên đồng hồ của một chủ tiệm kim hoàng. Chuyện tôi gợi ra rất tệ. Cháu à, cậu đại quý Victor kêu lên, ngôi sao chổi của cháu không đáng giá bằng ngôi sao chổi của hoàng hậu Josephine khi bà đến Strasbourg phân phát các thánh giá cho quân đội. Con nhỏ Josephine đó mê trang sức lắm, ông Lacey tiếp lời giữa hai ngụm cà phê. Tôi không trách ả, ả cũng có nhiều chỗ tốt, dù hơi nhẹ dạ. Đó là một người họ Taché, giả dinh danh cho Bonaparte khi kết hôn với hắn. Một người họ Taché thì không có gì nhiều để nói, nhưng một người họ Bonaparte thì chẳng có chút gì để nói hết. Ông nói vậy là có ý gì? Ông hầu tước, cậu đại quý Victor hỏi. Tôi không phải là hầu tước, ông Lacey khô khan đáp. Tôi có ý muốn nói rằng Bonaparte đã ghép đôi quá tốt khi cưới một trong những người đàn bà thuộc bộ tộc ăn thịt người mà thuyền trưởng Cook đã mô tả trong các du ký của ông. Trần truồng xăm mình, đeo giọng ở lỗ mũi và ngấu nghiến xé nát tứ chi người đã thối rữa. Mình đã tiên đoán, tôi nghĩ, và dằn vặt lo âu. Ôi trái tim người tội nghiệp, ý nghĩ đầu tiên của tôi là lưu ý rằng mình đã tiên liệu quá đúng. Tôi phải nói rằng câu trả lời của cậu đại quý thuộc loại cao siêu. Cậu chống nạnh nhìn ông Lacey đầy khinh miệt và nói, Napoleon thưa ông đại diện tòa giám mục, còn có một người vợ khác ngoài Josephine và Marie-Louise. Người bạn đời này ông không hề biết, còn tôi đã nhìn rõ bà. Bà mặc một chiếc áo choàng thiên thanh điểm đầy sao, bà đội vòng nguyệt quế bắt đầu bội tinh sáng ngời trên ngực, bà ấy tên là Vinh Quang. Ông Lacey đặt tách lên lò sưởi và điềm tĩnh nói, tên Bonaparte của ông là một kẻ phóng đãng. Cha tôi quể quải đứng dậy, từ tốn, giơ cánh tay ra và nói bằng giọng rất êm ái với ông Lacey, người đã qua đời ở đảo Saint-Hélène, dù thế nào đi nữa thì tôi đã làm việc 10 năm trong chính phủ của ngài, và anh vợ tôi đã bị thương 3 lần dưới cánh đại bàng của quân đội ngài. Tôi gian ông, thưa ông bạn, đừng quên ngài trong tương lai. Trong khi thái độ sức sực cao siêu và thô lỗ của cậu lão quý không làm cho ông giận, thì lời trách cứ khách sáo của cha tôi lại xô đẩy ông lái xe vào một cơn điên giận. Tôi sẽ quên, ông gào lên tái mặt, nghiến răng sùi bọt mép. Tôi đã lầm, thùng úp cá luôn dành cho lũ cá mòi, và khi người ta đã phục vụ kém vô lại. Nghe chữ này, cậu đại quý nhảy lên cổ họng ông, cha cậu đã siết cổ ông nếu không có tôi và con gái ông. Cha tôi khoanh tay nhợt nhạt hơn ngày thường, nhìn cảnh tượng này với một biểu hiện thương hại không tả nổi. Điều tiếp diễn sau đó còn thảm não hơn, nhưng có ích gì khi nhấn mạnh cơn điên của hai lão già. Cuối cùng tôi đã tách họ ra được. Ông Lacey ra hiệu cho con gái và đi ra. Khi nàng đi ra, tôi chạy theo nàng ngoài cầu thang. Tiểu thư, tôi cuống cuồng nói với nàng và siết tay nàng. Tôi yêu nàng, tôi yêu nàng. Nàng giữ tay tôi một giây trong tay nàng. Miệng nàng hé mở, nàng sẽ nói gì đây? Nhưng thình lình đưa mắt về phía cha nàng đang lên tầng trên. Nàng rút tay ra và phát một cử chỉ từ giã. Từ đó tôi không gặp lại nàng nữa. Cha nàng dời nhà đến chỗ gần điểm Pantheon trong một căn hộ mà ông thuê nhờ tiền bán tập bản đồ lịch sử. Sau đó vài tháng ông mất sau một cơn ngập máu. Con gái ông lui về căn. Người ta nói ở nhà một bà họ hàng già khi
qua vũ thanh xuân, nàng kết hôn với một nhân viên thư ký là Noel Alexander đã trở nên rất giàu và chết nghèo khổ. Còn tôi, thưa phu nhân, tôi sống một mình, yên lành với chính mình. Cuộc đời tôi, ngoài những thói hư tật xấu lớn và những niềm vui lớn, thì cũng khá sung sướng. Nhưng từ lâu, vào những buổi tối mùa đông, tôi không thể nào nhìn thấy một cái ghế bành trống ở bên cạnh mình mà con tim không se thắt đớn đau. Năm ngoái, nhờ bà tôi biết được về tuổi già và cái chết của nàng. Tôi đã gặp con gái nàng ở nhà bà, tôi đã gặp cháu ấy. Nhưng tôi chưa nói như một lão già nói trong thánh kinh, và bây giờ hãy gọi tôi tới của người trở về, Thượng Đế ơi. Nếu một lão già như tôi còn có ích cho ai đó, thì tôi muốn người đó là cô gái một cô kia, nhờ bà giúp đỡ cho tôi dâng hiến sức lực cuối cùng của mình. Tôi đã nói những câu cuối cùng này trong hành lang căn hộ của phu nhân Gabri, và khi tôi chia tay nữ hướng dẫn viên khả ái, thì nàng nói với tôi: "Thưa ông thân mến, tôi không thể giúp ông chuyện đó nhiều như ông mong muốn. Jean, mồ côi và chưa thành niên, ông không thể làm được gì cho cô ấy nếu không có ý kiến của người giám hộ." À, tôi kêu lên, tôi chưa hề nghĩ đến chuyện Jean có một người giám hộ. Phu nhân Gabri nhìn tôi với biểu hiện ngạc nhiên thấy rõ, nàng không ngờ gặp một lão già quá đơn giản như thế. Nàng nói tiếp: "Người giám hộ của Jean Alexandre là tiên sư Mousse, trưởng khế ở Levallois-Perret. Tôi e rằng ông sẽ không thuận thảo với ông ấy, vì đó là một người nghiêm túc." "Này, Chúa lòng lành," tôi kêu lên, "bà muốn tôi thuận thảo với ai khác vào tuổi này nếu không phải là với những người nghiêm túc?" Nàng mỉm cười với vẻ sanh mảnh, thiệu hiền như cha tôi từng mỉm cười, và nói: "Với những người giống như ông thì những người vô hại luôn dang rộng tay, nhưng ông Mousse không phải là hạng người đó. Ông ta có đầu óc xảo quyệt và đôi tay tham lam. Dù tôi không thích gặp ông ấy lắm, nhưng chúng ta sẽ đi chung nếu ông muốn, để xin ông ấy cho phép ông gặp Sang. Cô ấy đã được ông ta gửi vào trường nội trú tạc là nơi mà cô ấy rất khổ sở. Chúng tôi hẹn ngày." Tôi hôn tay bà Gabri rồi chia tay nàng. Từ 2 đến 5 tháng 5, tôi đã gặp ông ta trong văn phòng. Nên tiên sinh Mousse, người giám hộ của Sang, nhỏ nhắn, gầy và khô khan, làn da dường như làm bằng bụi bốc lên từ trong mớ giấy má của ông vậy. Đó là một con vật có đeo kính, vì ông ta không thể tưởng tượng ra ông không có kính. Tôi đã nghe ông Mousse nói, ông nói luôn mồm và dùng những thuật ngữ chọn lọc, nhưng tôi thích thà ông đừng chọn lọc từ ngữ như thế. Tôi đã quan sát ông ta, tiên sư Mousse, ông chuộng lễ nghi và rình rạp đời bằng nửa con mắt dưới cặp kính. Tiên sư Mousse sung sướng, ông nói với chúng tôi như vậy: "Ông rất mừng vì chúng tôi quan tâm đến cô gái được ông giám hộ, nhưng ông nghĩ rằng người ta không ở trên đời này để vui chơi." "Không, ông không tin, và tôi sẽ nói, đứng ra người ta sẽ đồng ý với ông ta nếu ở gần ông, vì ông không có vẻ gì giải khuây cho ai. Ông sợ người ta đưa ra những ý kiến sai lầm và độc hại về cuộc đời cho người được ông giám hộ nếu cung cấp cho cô ấy quá nhiều lạc thú. Cho nên ông gian nài phu nhân Gabri nên đưa cô gái về nhà bà thật ít thôi." Chúng tôi từ giã ông công chứng viên bụi bặm cũng như cái văn phòng bụi bặm của ông ta với một tờ giấy cho phép hợp lệ. Những gì đến từ tiên sinh Mousse đều hợp lệ, được thăm tiểu thư Jean Alexandre vào thứ năm đầu tiên trong tháng ở nhà cô Préfère, giáo viên tiểu học đường Đê Mua ở Tạc nè. Ngày thứ năm đầu tiên trong tháng 5, tôi đến chỗ cô Préfère, ngôi trường được thông báo là khá xa bằng một bảng hiệu chữ màu xanh lam.